Quý vị và các bạn, ngày nay tại các tòa nhà văn phòng, các khu chung cư, việc lắp đặt điều hòa là không thể thiếu được. Nhưng tại những nơi thường xuyên mở cửa ra vào sẽ dẫn đến năng lượng bị thất thoát. Vậy nên hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về quạt cắt gió. Về nguyên lý hoạt động của quạt cắt gió là một loại quạt có một cửa thoát gió duy nhất, tạo ra một bức màn ngăn có khả năng ngăn cản khí giữa hai môi trường. Quạt cắt gió thường được lắp đặt tại cửa ra vào với mục đích ngăn bụi khí và làm giảm lượng nhiệt thất thoát giữa hai môi trường điều hòa và môi trường không có điều hòa. Thưa quý vị và các bạn, về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt cắt gió là một loại quạt có cửa thoát gió duy nhất, tạo ra một bức màn ngăn vô hình mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Bức màn ngăn này có khả năng ngăn cách sự trao đổi khí giữa hai môi trường. Ngoài ra, quạt cắt gió khi được lắp đặt với hệ thống điều hòa quạt thông gió còn làm giảm khả năng trao đổi không khí ra bên ngoài. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn về quạt cắt gió. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.